quá lực và quá cao, quá đồ sộ luôn so với Văn Nga luôn. Dựng chống đứng nha các anh và các bạn ha. Coi vậy chứ hạ xuống nó cũng sẽ không cao lắm đâu. Rồi, chào tất cả các anh và các bạn đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, hai ngày cuối tuần hôm nay thứ bảy. Những ngày cuối tuần thật là dễ chịu đúng không các anh và các bạn? À, thường những ngày cuối tuần các anh có điều kiện về thời gian nên thường xem cái clip của Văn Nga, cái lượt xem nó nhiều hơn. Mình rất là cảm ơn các anh những ngày cuối tuần nha. Những thú vui tích cực từ trong xe khiến cho các anh mạnh mẽ hơn, năng lượng hơn. Có những anh vui lắm, mấy ngày không có xem được clip nào thì nói: "Ê, ông Nga ơi, sao không thấy clip đâu hết trơn rồi, đi đâu rồi, không làm clip." Mình lắm lúc cũng hơi bận nên làm clip nó cũng hơi đứt khoảng. Nên có những anh đi làm bằng ngày, tối về bật tivi lên. Có những anh nói tối về tôi mua bia sẵn, ướp lạnh sẵn luôn rồi nằm bật xem những clip với Nga, rồi like rai, rồi xem xe cho vui một hồi thư giãn buổi tối á. Mình nghe thấy cũng vui lây, những cái thú vui rất là tích cực trong cái buổi tối, mặc định của những anh mê xe luôn nha. Với Nga rất là vui khi nghe những phản hồi như vậy. Cũng có những anh nói rằng những lúc mình khó ngủ mình bật kênh Văn Nga lên, mình bỏ đó tự nói một hồi mình ngủ luôn. Là niềm vui của Văn Nga khi được nhận lại những cái phản hồi các anh xem Văn Nga như vậy, rất là vui nha. Rồi hôm nay Văn Nga làm cái clip cho chiếc Tiger 1002 phiên bản Retiro, cũng một người anh nhường lại cho Văn Nga, một vị khách phải nói là mà trung thành lâu năm của Văn Nga. Anh mua của Văn Nga tới lui cũng tầm mười mấy chiếc rồi đó, đúng không anh Thiện? Anh tên anh Thiện nha. Mình chỉ nói vậy chứ không biết anh Thiện phương nào nha. Rồi, rất là vui, anh nói mua nhiều quá rồi. Đợt này không mua không bán với Văn Nga nữa, quỷ đăng ký kênh của Văn Nga luôn. Là mình nghiện kênh của Văn Nga, ngày xưa mình nghiện xem phim, bây giờ nghiện kênh Văn Nga luôn rồi. Lúc nào không có thấy nó trống vắng. Rất là vui mà nghiện kênh Văn Nga, đổi xe hoài tốn tiền quá. Rất là vui, anh quỷ kênh với anh quỷ Zalo hết đi rồi ít ngày nên cũng tìm kiếm lại mà thôi. Nó vui nha các anh và các bạn. Câu chuyện nó riêng tư một tí xíu nhưng mà đó là một trong những cái niềm vui khi Văn Nga làm nghề. Anh nhường cho mình một chiếc xe này, chiếc Tiger này cũng được mấy hôm rồi, nhưng mà về phải những chiếc xe như thế này về rửa cũng 2-3 ngày nó mới sạch về chi tiết. Tại những chiếc xe có thiên về off-road đi chơi á thì nó sẽ dơ bẩn từ dưới lên trên, thì rửa từng chi tiết từng những con ốc một á, rửa tầm mấy ngày luôn á nó mới sạch. Thì hôm nay Văn Nga sẽ làm chi tiết, nếu các anh và các bạn có nhu cầu chiếc Tiger 1002 nha thì xem chi tiết chiếc này thử có phù hợp với mình hay không nha. Tiger 1002 được ra mắt 2022, phiên bản mới này ra mắt 2022, nó khác hoàn toàn so với bản cũ và nó đồ sộ hơn nhiều so với bản Tiger 900 nha. Mà 1002 với 900 nó khác nhau, nó đồ sộ đúng rồi. Về Việt Nam được ra mắt thì có 5 phiên bản. Về Việt Nam 5 phiên bản, bản RT và bản Retiro là bản này, rồi bản RT F-Loader, rồi bản Rally Uproller luôn. Rồi phiên bản đó thì Uproller thì cái thùng xăng nó 30 lít, cái xe nó nặng hơn nha. Rồi nó có cảm biến radar, dòng đó thì có cao cấp hơn. Bản RT Uproller thì nó xe mới 659 triệu, còn bản Retiro này xe mới là 619 triệu, giấy chưa đăng ký ra giấy nha các bạn, nó chênh nhau tầm 40 triệu. Còn nếu mà bản RT thường thôi á thì 559 triệu chưa đăng ký, nó chênh nhau một cái phân khúc vậy tầm 4-50 triệu. Rồi mình đi vào chi tiết đi. Xe này đúng một chủ đập thùng, trang bị cái gói đồ chơi nha các anh. Xem chiếc xe này chắc về không cần phải lên cái gì nữa hết. Đây là sẵn một bộ khung chống đổ luôn rồi, từ Triumph luôn rồi, thân xe luôn rồi nha. Giá trị nhất là 3 cái thùng, bộ nguyên bộ thùng của Triumph nha. Anh mua 3 cái thùng này là hết 96 triệu nha. Nó mắc cực kỳ mắc và xịn, cực kỳ xịn luôn. Ví dụ như bộ thùng Lobo trên GS đó thì nó rơi vào tầm 30 triệu chưa tới cũng có ha, tùy theo có những thùng nha. Còn nếu bản của BMW thì cũng phải 40-50 triệu, đúng của nhà BMW 40-50 triệu. Còn Triumph cái thùng này, 3 thùng này tới 96 triệu chính xác, anh mua 96 triệu 3 cái thùng này luôn. Thì cho cái gói đồ chơi này hơn 100 triệu, 100 mấy chục triệu cho cái chiếc xe này nha.
kể cả bộ đèn tôn cũng được trang bị trên xe này sẵn luôn rồi, trợ sáng tôn nè, không chống đổ nè, rồi giá đỡ để chai nước nè, có những đồ kèm theo thì anh tặng hết rồi. Văn Nga cũng có sao tặng lại cho khách sau. Ô đô 16.000 này, anh lên bộ lốp rồi nha, anh lên bộ lốp này, phuộc upside down Showa, dòng bánh mâm bản khác biệt so với bản rally thì nó thiên về off-road hơn, nó có cao hơn, và bánh nó bánh 21, của bánh này bánh 19, thì bản rally thì bánh câm, bánh tâm á. À, còn bản này nó thiên về một chút đi phố, thiên về nó thể thao hơn một chút thì nó bánh mâm nha các anh và các bạn. Đây, thắng đĩa đôi, heo thắng rainbow hết nha. Rồi, phụt điện, tất cả cực kỳ xịn sò trên chiếc xe này. Đúng chính xác, cái xe này là bản 2023 luôn, đăng ký sớm 2022 thôi, chứ bản này bản số VIN là 2023 luôn. Đang sản xuất và đăng ký sớm 2022 nha các anh và các bạn. Rồi, nhìn với cái chiều cao dựng chống đứng lên, cái dàn gầm cao đã đời luôn. Đi không sợ đụng gầm gì hết ha, bởi vì nó là một dòng adventure mà. Với khối động cơ 3 máy trứ danh của nhà Triumph. Đây, bộ bô về rửa đánh lau chùi sạch sẽ hết. Rồi, ngon lành luôn. Chứ còn mấy bữa thì nó có hơi bị bẩn tí nha. Xe ô tô 16.000. Khối động cơ 1.002 phân khối 1.161 cc. Đây, động cơ giải nhiệt bằng gió, bằng nước nha các anh và các bạn. Đây. Rồi, đẹp không? 2022, đúng đắt 2023, sản xuất sớm 2022 nha. Rồi, rất ken đẹp. Chuẩn chỉ đẹp nha. Rồi, đây là bộ gấp. Nó khác hoàn toàn so với bản cũ ha. Nhìn rất là chất. Heo thắng trước sau, heo rainbow. Rồi, lên bộ lớp nhìn wow quá trời luôn. Fully. À, truyền động bánh sau bằng trục cắt đăng ha. Đây bộ lắp đây. À, có thanh dàn giữ này luôn ha, thanh dàn giữ nhìn rất là chắc chắn. À, quá mới quá đẹp. Bởi vì 2022 2023 mà. Đồ rất là chất nha. Rồi, nhìn cái bộ lớp nối cái trục lại nhìn quá là quậu luôn hả, khá là cờ bắp. Đây quick ship nha, sang số có quick ship luôn. Này, đẹp từng chi tiết, không trầy xước, không ngã đổ nha anh. Anh một người anh này, người chủ này là thuộc tiếp người sử dụng xe chuyên nghiệp á, và anh rất là cưng xe. Chiếc nào cũng vậy, anh rất là cưng xe. Mình bán cho anh nhiều chiếc, mình biết anh sử dụng trân quý cái đồ dùng của mình lắm, đặc biệt là chiếc xe. Rồi, anh trang bị những cái nhỏ nhỏ, những chỗ để chai nước rồi, cũng có đầy đủ đèn trợ sáng đầy đủ. Phụt điện ha, phụt trước phụt điện nha. Phụt trước phụt điện, đây mình mở nguồn khóa sử dụng, khóa remote xe máy cây nha các anh và các bạn. Đó, cái giao diện đồng hồ, cái mặt đồng hồ 7 inch, giao diện đồng hồ khá đẹp. Rồi đây traction control, roll control rồi có đầy đủ ha. Đây coi thử mode đâu rồi. Sport, off-road nè, rider, run, road, off-road, sport,
6 mốt chạy luôn nha, đầy đủ các anh về sử dụng thêm nha. Có kết nối Mytrium, Bluetooth rồi từ nhà hãng hết đầy đủ. Các anh có thể tùy thích sử dụng theo ý mình. Rồi đây Odo thế này, mình nãy mình nhầm là Odo 16.000 nhưng Odo 19.000 rồi, ha, Odo 19.000. Service được rồi thì lúc đó 17.800. Cái service bảo dưỡng tiếp theo thì sẽ là 22.000 ha, thông tin khá là rõ ràng và đầy đủ ha. Rồi. Công nghệ được trang bị trên chiếc Tiger thì quá nhiều luôn, các anh có thể tìm hiểu thêm nha. Vân Nga cũng không nắm hết đâu, mình cũng chỉ đọc qua, tham khảo qua chứ nhiều khi nắm không hết nha, dòng này dòng mới. Nghe động cơ của dòng Adventure và leo lên xe là ngồi là muốn đi phượt đi chơi rồi. Thấy thì leo lên ngồi nó cao như vậy nhưng mà thật ra nó cũng không có quá cao các anh và các bạn. Chiều cao yên của dòng này thì 850 đến 870 tùy theo mình hạ phượt nâng cao thấp 20 mm nha. Cao thấp là 20 đó. Thì mình cao 1m65 nè, mình ngồi mình thấy cũng khá là ok ha, đúng rồi, rất là vừa phải. Còn các anh tùy so với chiều cao thấp của mình nha. Trọng lượng của xác xe này thì 240kg thì nó cũng không nặng, nó cũng nhẹ chứ không có nặng nha. Với một chiếc xe 1200 như thế này mà 240kg thì chiếc này có nhẹ, tương đương nhẹ hơn chiếc GS ha, của nhà BMW. Thùng xăng này đổ đầy được 20 lít. Nếu mà nặng hơn thì bản Explorer thì thùng xăng 30 lít xác xe có nặng hơn. Rồi khá là ngon lành xịn sò luôn. Mọi thứ chuẩn chỉ, không đâm đụng, không ngã đổ, không có gì hết. Bây giờ các anh quan tâm sẽ là cái giá mà thôi. Chiếc này như đã nói lúc nãy thì mua giá niêm yết là 619 triệu. Ra tên rồi luôn thì nó tầm rơi vào 660 triệu. Anh vô cái bộ thùng 3 thùng này hết 96 triệu và khung chống đổ đồ đồ chơi lòng vòng nữa, gần 800 triệu khi ra giấy xong, vô đồ chơi xong luôn là gần 800 triệu nha. 2022 Odo bữa nay là 19.700, cho nó là 20.000 đi. Bởi vì thường những dòng Adventure các anh mua để ý nha, thường những dòng bên chờ thì đi Odo nó thường hay cao lắm, cũng mười mấy ngàn là ít, rồi lên 20.000 ha, kể cả trên những chiếc GS, GSA. Những dòng xe thiên về đi chơi đường dài thì Odo nó sẽ lên cao thôi, còn những dòng xe mà thiên về đi phố rồi gần gần thì cái Odo ít khi nó lên cao lắm. Rồi cái giá các anh sẽ quan tâm chiếc này sẽ là bao nhiêu nha. Chiếc này hôm nay bán full luôn đồ chơi, đồ tặng kèm 3 thùng có đồ chơi tặng hết luôn trên chiếc này. Giá bán 465 triệu cho chiếc Tiger 1002 phiên bản Retiro nha các anh các bạn. Rồi các anh các bạn có thể tham khảo thêm cái giá trên đó và full thùng 3 thùng này nữa. So ra 2 năm qua và cái giá hôm nay cắt xuống cực kỳ dễ chịu luôn. Bởi vì giá nó điêu theo, vừa rồi GS có giảm giá đó, nên những dòng này thì nó được điêu giá theo xuống như vậy. Nên cái giá hôm nay vô cùng dễ tiếp cận, dễ dùng, 400 mấy chục triệu, 465 triệu thôi thì đã sở hữu được chiếc xe full sẵn đùng như thế này. Xuyên đầy đủ hết rồi, không còn gì nữa hết trơn á, thùng đầy đủ, đèn trợ sáng có rồi, khung chống đổ có rồi, thậm chí những chỗ để chai nước cũng có, thiếu cái để giá đỡ điện thoại, có luôn, đây có chỗ giá đỡ điện thoại sẵn luôn, là đầy đủ hết luôn rồi, thì không còn cái gì hết. Rất là vui và cảm ơn người anh, vị khách đã trang bị sẵn hết luôn rồi. Thì Vân Nga chỉ có oán thôi. Và quý khách sau chỉ có ra tiền về dùng thôi, không có cần làm gì nữa hết nha. Thậm chí xe mới bảo dưỡng lúc
là 18.000 km lên tới 22.000 mấy trăm thì chúng ta mới có bảo dưỡng tiếp theo. Lịch sử bảo dưỡng hãng rồi đầy đủ hết nha. Xe mua mới tại hãng, lịch sử bảo dưỡng tại hãng hết. Cam kết không đâm đụng, không ngã đổ. Và Nga bán ra tất cả những xe khác cũng như xe này luôn đều có cam kết với quý khách hàng của mình hết. Nên các anh hãy yên tâm, lựa chọn hay không lựa chọn mà thôi. Còn mọi thứ sẽ được đảm bảo. Quyền lợi của các anh và các bạn sẽ được nguyên giá trị nếu xe không vừa ý. Như xem trên cái clip này đi, thấy rồi ok hợp lý đặt cọc với Nga, và Nga sẽ vận chuyển xe tận nơi. Các anh kiểm tra đúng như vậy lần nữa rồi thanh toán tiền. Nếu bạn Nga nói sai, không đúng như những gì bạn Nga nói, bạn Nga sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bằng những chi phí khác hết luôn nha. Rồi, xe mua mới như đã nói tại hãng thì việc giấy tờ hải quan chính ngạch, mua bán sang tên, rút gốc gì đi đâu cũng ok hết. Rồi, giá bán 465 triệu cho chiếc Tiger 1200 này. Rồi, các anh có quan tâm, có lựa chọn thì trên góc màn hình bạn Nga có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Và Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn. Rồi, xin chào tất cả mọi người.